chiến tranh là một đề tài không hề dễ thực hiện. Vì ngoài việc phải vượt qua một thử thách nan giải là khoản thiết kế bối cảnh, thì để thành công, nhà làm phim còn cần rọi sáng cả những góc tăm tối nhất của con người. Trong số ít những phim làm được điều này, Apocalypse Now của đạo diễn Francis Ford Coppola có lẽ là cái tên thành công nhất. Qua những thước phim chân thực đến tàn bạo, qua hành trình của các nhân vật dần đánh mất bản ngã, Apocalypse Now giúp khán giả nhìn thấu hiện thực tàn khốc và tuyệt vọng của chiến tranh, từ đó tôn vinh giá trị cuộc sống và khát khao được sống của con người. Sự vĩ đại này đã phải đánh đổi bằng một quá trình làm phim dai dẳng, đầy đau đớn lẫn bi kịch, khi chính đạo diễn Coppola phải cầm cố nhà và xe để vay tiền làm nốt phim, nam chính thì suýt tử nạn giữa thời khắc cam go nhất và có một cơn bão phá nát phim trường gần như hoàn toàn. Thế nhưng, có một điều mà cả nội dung câu chuyện lẫn quá trình làm phim Apocalypse Now đều phản ánh, đó là ý chí kiên cường, nhất quyết từ chối khuất phục trước nghịch cảnh của con người. Để hiểu rõ trọn vẹn tầm vóc của Apocalypse Now, trước tiên chúng ta cần phải quay ngược thời gian về năm 1939, đúng năm đạo diễn Francis Ford Coppola ra đời. Ý tưởng về một bộ phim giống Apocalypse Now vốn đã được nhen nhóm từ năm 1939. Lúc này, diễn viên, biên kịch Orson Welles nuôi mộng chuyển thể của truyện ngắn Heart of Darkness, biến nó thành tác phẩm điện ảnh đầu tiên mình đạo diễn. Heart of Darkness kể về cuộc hành trình Marlowe ngược sông Congo để tìm Mr. Kurtz, một tay buôn ngà voi khét tiếng, đang ốm liệt giường ở giữa rừng xanh mà hắn từng ngự trị. Tại đây, Marlowe chứng kiến một hiện thực nghiệt ngã, nơi ngà voi bị khai thác quá đà, còn người dân bản địa trở thành nô lệ và bị cầm tù. Cũng từ đó, nhân sinh quan của nhân vật chính dần thay đổi, biến anh trở thành một con người hoàn toàn khác. Với hành trình vừa nhiều biến cố, vừa đào sâu vào nội tâm con người như vậy, Orson Welles không thể chờ đến khi đưa nó lên màn ảnh. Chỉ mới phác thảo xong bối cảnh, phía studio đã sợ kinh phí bị đội lên cao. Vậy nên họ không thể để Welles tiếp tục với ý tưởng này và ông phải chuyển sang đạo diễn phim khác mà sau đó cũng trở thành một kiệt tác kinh điển, Citizen Kane. Kể từ đó, không ai đề cập đến việc chuyển thể Heart of Darkness nữa. Ấy là cho đến năm 1969, đạo diễn Francis Ford Coppola cùng George Lucas, cha đẻ của Star Wars, thành lập công ty American Zoetrope để sản xuất phim ngoài Hollywood. Qua đó, dự án kể trên được hồi sinh. Lần này, kịch bản được giao cho biên kịch John Milius của Dirty Harry, người từng viết đơn nhập ngũ nhưng bị từ chối vì hèn xuyễn. Ban đầu, đạo diễn Coppola duyệt chi khoảng 15.000 đô để Milius hoàn thiện kịch bản và hứa sẽ trả thêm 10.000 nếu câu chuyện đó được phía nhà sản xuất bật đèn xanh. Để chắc kèo được làm phim, John Milius viết một lèo 10 phiên bản với hơn 1.000 trang và mong George Lucas sẽ ngồi ghế đạo diễn. Tuy nhiên, nhà làm phim này không thể tham gia vì quá bận rộn với American Gravity và Star Wars. Do đó, chiếc ghế đạo diễn được chuyển cho Francisco Coppola, người đánh giá Apocalypse Now là phim hài kiêm kinh dị tâm lý và muốn khán giả được trải nghiệm cảm giác như họ đang tham gia chiến tranh qua tác phẩm của mình. Và để đưa được những thước phim chân thực nhất lên màn ảnh rộng, Coppola đã tìm đến quân đội Hoa Kỳ để mượn vũ khí, phương tiện và nhờ tư vấn. Tuy nhiên, do Apocalypse Now là câu chuyện nước này ra lệnh cho đại úy đi ám sát một vị tướng và có cái nhìn tiêu cực về lính Mỹ ở Việt Nam, nên quân đội không muốn liên quan gì đến bộ phim này. Do đó, đội ngũ sản xuất phim phải chuyển sang Philippines, nơi cũng có thiết bị quân sự Mỹ và nhân công để xây dựng bối cảnh thì rẻ hơn nhiều. Dựa vào đó, họ ước tính kinh phí sản xuất phim là khoảng 14 triệu đô, tức là xấp xỉ 65 triệu đô ở thời điểm hiện tại. Đây không phải là số tiền nhỏ, vì nó cao gấp đôi phần bố ra đầu tiên và ngang ngửa với phần bố ra thứ hai. Đáng chú ý, có một thỏa thuận là nếu số tiền làm phim Apocalypse Now vượt mức dự trù, đạo diễn Coppola sẽ phải bỏ tiền túi ra để tiếp tục bấm máy. Sau thành công của hai phần phim bố già, Francis Ford Coppola đã trở thành một triệu phú và ông dễ dàng đồng ý yêu cầu trên để nhanh chóng bắt tay vào tìm diễn viên chính. Và đây cũng chính là lúc mọi biến cố bắt đầu, vì dường như chẳng có ai muốn tham gia dự án này cả. Ban đầu, đạo diễn Francis Ford Coppola nhắm Steve McQueen cho nhân vật chính, đại úy Willard. Tuy nhiên, nam diễn viên từ chối vì không muốn phải ra gia đình suốt 4 tháng trời. Về phía Coppola, ông cũng không thể gật đầu với yêu cầu trị giá 3 triệu đô của Steve vì nó quá cao so với kinh phí phim. Do đó, ông chuyển qua Al Pacino, nhưng nam diễn viên bố già cũng từ chối vì lý do tương tự Steve McQueen. Ngoài ra, ông còn sợ việc quay phim trong rừng lâu ngày sẽ khiến mình bị ốm như hồi quay The Godfather phần 2 ở Cộng hòa Dominica. Một huyền thoại khác được liên hệ là Clint Eastwood. Thậm chí, Steve McQueen còn ra sức thuyết phục đồng nghiệp vào vai chính để mình đóng vai tướng Kurtz, vì nhân vật này chỉ yêu cầu ông có mặt tại Philippines trong 3 tuần. Tuy nhiên, như bao người đồng nghiệp, Clint cũng sợ xa nhà nên ông đã nói không với Coppola. Người tiếp theo mà Francis nối máy là Martin Sheen, vì ông khá ấn tượng với màn thử vai của nam diễn viên này cho nhân vật Michael Corleone. Tuy nhiên, Martin cũng lắc đầu vì lúc đó ông đang tham dự dự án khác. Do đó, Coppola phải bất đắc dĩ giao nhân vật Willard cho Harvey Keitel, người mới xuất hiện trong Mean Streets của Martin Scorsese.
Tuy nhiên, đến khi quay phim được khoảng 6 tuần, Coppola cùng các biên tập ngồi xem lại những đoạn phim của Harvey Keitel và đúng 15 phút sau, ông quyết định thay nam chính bằng một người khác, mặc cho phim của ông sẽ phải quay lại nhiều phân cảnh. Đội ngũ làm phim và những diễn viên khác có thể sẽ bất mãn và kinh phí chắc chắn sẽ bị đội lên cao. Rất nhanh sau đó, ông bay về Mỹ để thuyết phục Martin Sheen tham dự Apocalypse Now. Mặc dù tự nhận mình đã 36 tuổi, không còn trẻ, không giữ được dáng và không còn khỏe vì hút tận 3 bao thuốc một ngày, nhưng Martin vẫn đánh liều đến chốn rừng thiêng nước độc cùng Coppola. Ông có mặt ở set quay chỉ 4 ngày trước khi bấm máy trở lại. Tuy nhiên, chưa đầy một tháng sau, thảm kịch lớn ập đến phim trường Apocalypse Now theo đúng nghĩa đen. Đó là Oka, được đánh giá là cơn bão lớn nhất trong 30 năm trở lại từng ghé thẳng Philippines, có lượng mưa trung bình khoảng 1.300mm, tốc độ gió cao nhất là 185km/h, đã khiến 374 người thiệt mạng và biến 1,3 triệu người thành vô gia cư. Tổng thiệt hại mà nó gây ra ở Philippines ước tính trên 70 triệu đô, tức là khoảng 350 triệu đô vào năm 2022. Vậy với Apocalypse Now, nó đã gây ra những tai hại nào? Có lẽ Francis Ford Coppola chỉ có thể thở phào của đi thay người vì đoàn làm phim của ông không bị thiệt hại về mặt con người. Thậm chí có diễn viên còn béo tốt hẳn lên, chúng mình sẽ tiết lộ nhân vật này ở phần sau nhé. Trở lại với siêu bão Oka, nó đã làm gì với Apocalypse Now? Theo Lawrence Fishburne, phim trường bị phá hủy đến 80%, bối cảnh những nàng playboy đến thăm các binh lính mất một tháng để xây dựng bỗng chốc biến thành một đống đổ nát. Điều này đòi hỏi đội ngũ thiết kế bối cảnh phải đi tìm một địa điểm khác để dựng lại sân khấu. Những trận mưa liên miên cũng khiến không ít thành viên đoàn làm phim bị mắc kẹt lại ở khách sạn. Những người khác được về nước để nghỉ ngơi, thư giãn khi đạo diễn Coppola quyết định ngừng sản xuất gần 2 tháng. Bên cạnh đó, họ phải thuê bảo vệ canh chừng suốt đêm để tránh trộm cắp. Nhưng bỗng một ngày, toàn bộ tiền lương nhân viên bỗng không cánh mà bay. Do thời gian sản xuất bị kéo dài hơn dự kiến, phim trường bị tàn phá nặng nề, kinh phí làm phim bị thiệt hại lên đến 3 triệu đô. Do đó, Coppola phải đánh liều vay 10 triệu từ hãng United Artists để tiếp tục bấm máy. Với điều kiện, nếu phim không kiếm được hơn 40 triệu đô, một mình vị đạo diễn sẽ phải gánh tất cả số nợ trên. Ngoài ra, ông cũng phải mang cả nhà và xe của mình ra để thế chấp. Tuy nhiên, tiền nong không phải là vấn đề khiến Coppola bận tâm. Ông muốn mọi thứ đi theo đúng hướng và về đích sớm nhất có thể, nên ông sẵn sàng mạo hiểm hơn nữa để hoàn thành tác phẩm. Vợ ông, bà Eleanor, cũng hoàn toàn thấu hiểu chồng mình và tin rằng nếu Apocalypse Now có thất bại, thì Coppola vẫn còn nhiều dự án khác để cứu vớt, vì rõ ràng ông là một đạo diễn tài năng. Tuy nhiên, có tài đến mấy thì Coppola cũng không thể lường trước được việc Marlon Brando lại phát phì trong vài tháng trở quay và trở thành cái gai trong mắt nhiều người. Và chính nam diễn viên bố già là tác nhân tiếp theo khiến phim bị chậm tiến độ. Trái ngược với mô tả, Kurtz là vị tướng gầy gò, nhanh nhẹn. Marlon Brando xuất hiện với ngoại hình đồ sộ, nặng hơn 40kg so với yêu cầu. Tuy nhiên, tệ nhất là ông chưa đọc cả House of Darkness lẫn kịch bản mà John Milius cũng như Coppola đã soạn thảo. Do đó, vị đạo diễn phải đích thân đọc cuốn truyện ngắn cho Brando để ông nghe và hiểu nhân vật của mình. Bên cạnh đó, Coppola và Martin Sheen phải bỏ ra nhiều ngày để thảo luận với nam diễn viên bố già về cái kết cũng như lời thoại của nhân vật, vì Brando không thích kịch bản phim. Thậm chí, từng có thời điểm, ông dọa sẽ bỏ ngang và mang luôn 1 triệu đô mà Coppola đã trả trước về. Vị đạo diễn thì bực đến mức giao thẳng những cảnh có Marlon Brando cho trợ lý của mình quay. Vì thân hình mập mạp của Marlon Brando, họ yêu cầu nam diễn viên mặc đồ đen khi quay phim và chỉ tập trung vào khuôn mặt. Bên cạnh đó, họ phải sử dụng một diễn viên đóng thế cao và gầy hơn để quay những cảnh toàn thân. Tuy nhiên, Marlon Brando vẫn chưa ngừng làm khó Coppola. Ông vốn rất ghét Dennis Hopper, người thủ vai phóng viên ảnh và từ chối quay chung với đồng nghiệp. Hopper cũng chẳng phải tay vừa, ông nói xấu bạn diễn với nhà làm phim rằng... Cũng chính Hopper là người cầm đầu đường dây ma túy ở phim trường và khiến Lawrence Fishburne khi ấy mới 14 tuổi bị nghiện heroin. Nam diễn viên Sam Bottoms, người thủ vai Lance Johnson khẳng định việc thường xuyên làm việc thâu đêm khiến ông phải tìm đến thú vui không lành mạnh kia để giữ mình tỉnh táo. Trong khi đó, Frederick Forrest, người thủ vai Chef, lại cho rằng ma túy khiến ông như nằm mơ và không biết mình đang ở đâu. Tuy nhiên, dù không thể tỉnh táo, nhưng với ông thì nó cũng như một sự cứu rỗi giữa phim trường đầy khắc nghiệt. Không như những người bạn diễn, nam chính Martin Sheen lại tìm đến rượu để xua tan căng thẳng. Ví dụ, phân cảnh khách sạn ở đầu phim được quay vào đúng sinh nhật của nam diễn viên, nên ông đã quá chén trước khi bấm máy. Mọi thứ diễn ra trong phân cảnh đều thật 100%, kể cả bàn tay nhuốm máu của Martin. Thậm chí, vợ của đạo diễn Coppola còn cho rằng điều tồi tệ nhất có thể diễn ra ở phim trường ngày hôm ấy là Martin quá căng thẳng, có thể lao vào tấn công vị đạo diễn bất cứ lúc nào. Chính lối sống không lành mạnh kèm theo quá nhiều áp lực để đi vào nội tâm của nhân vật. Martin Sheen bị nhồi máu cơ tim vào một ngày nghỉ khi ông đang ở một mình. Nam diễn viên phải tự bò ra ngoài đường lớn để tìm người giúp. Ở thời điểm đó, Martin nhận thức được kinh phí làm phim đã bị đội lên quá cao, nên ông giấu nhẹm chuyện mình đau tim và chỉ nói là mình bị sốc nhiệt.
Khi mọi thứ vỡ lở thì Martin đã quá nguy kịch, thậm chí một cha xứ đã được gọi đến để làm nghi thức phòng khi nam diễn viên qua đời đột ngột. Giống Martin, đạo diễn Coppola cũng muốn ém nhẹm thông tin này bởi nếu nó đến được tai United Artists, ông không thể quay thêm phần cảnh nào nữa. Như vậy, tất cả những gì mà ông và những người cộng sự đầu tư đều trở thành công cốc. Lúc đó, vị đạo diễn vô cùng hoảng sợ và đó là lần đầu tiên ông sợ hãi đến thế khi làm Apocalypse Now. Và ông nói với một số thành viên của đoàn làm phim: If Marty dies, I want to hear that everything's okay until I say Marty is dead. You got it? Để quá trình làm phim vẫn được tiếp diễn khi Martin nghỉ dưỡng bệnh, đạo diễn Coppola đã nhờ Joe Esteves, em trai của nam chính, đến để quay những phân cảnh từ sau lưng. Để rồi khi Martin quay lại, họ mới quay các cảnh cận mặt của nam diễn viên. Tất cả những khó khăn trên khiến kế hoạch quay phim trong 6 tuần kéo dài thành 34 tuần, tức là hơn 8 tháng. Điều này khiến kinh phí làm phim từ 14 triệu đô tăng lên 30 triệu, tức là khoảng 150 triệu đô ở thời điểm hiện tại. Apocalypse Now khiến Coppola mất 45kg, đẩy ông đến bờ vực phá sản và thu chột niềm tin của vị đạo diễn về thành công của đứa con tinh thần. Trong bộ phim tài liệu Horse of Darkness, A Filmmaker's Apocalypse, ông nói: Tôi thấy mình như tên ngốc vậy, tôi đang làm ra một bộ phim tệ hại, tại sao tôi vẫn tiếp tục nhỉ? Đằng nào thì tôi cũng phá sản thôi. Còn vợ ông, bà Eleanor chia sẻ: Có một lần ông ấy ngất lịm và gục ngã, rồi ông ấy nói với tôi rằng ông thấy bản thân đang đi xuống một con hầm tối tăm. Ông ấy không biết mình đang chết hay đang rời khỏi thực tại này. Có lẽ điều duy nhất cứu vãn được Francis Coppola lúc ấy là thành công của Apocalypse Now, để ít nhất thì ông cũng không phải gánh món nợ lên đến hàng chục triệu đô và mất cả nhà lẫn xe. Sau hơn 2 năm biên tập từ 200 giờ cảnh quay, đến tháng 8 năm 1979, Apocalypse Now được công chiếu rộng rãi ở Bắc Mỹ và sau đó là trên toàn thế giới. Phim nhanh chóng thu về hơn 40 triệu ở thị trường nội địa và trên 100 triệu đô ở thị trường quốc tế. Ước tính, tổng doanh thu của phim là 150 triệu đô, tương đương 580 triệu ở thời điểm bây giờ. Như vậy, Francis Ford Coppola không nợ nần gì United Artists nữa và hãng phim này cũng lãi to, vậy là cả nhà cùng vui. Tuy nhiên, những gì Apocalypse Now của ông đã làm được còn vượt xa những con số lấp lánh kia. Nó được nhà phê bình Roger Ebert đánh giá là tác phẩm hay nhất về chiến tranh Việt Nam, được Viện Phim Mỹ xếp hạng 30 trong top 100 phim xuất sắc nhất mọi thời đại. Ngoài ra, năm 2000, Apocalypse Now được Thư viện Quốc hội Hoa Kỳ bảo quản trong Viện Lưu trữ Phim Quốc gia vì tầm quan trọng của nó với văn hóa, lịch sử và nghệ thuật. Ngoài những vinh dự kể trên, Apocalypse Now còn nhận được 2 tượng vàng Oscar, 3 quả cầu vàng, 2 giải của Viện Phim Anh Quốc và thắng hạng mục quan trọng nhất ở Liên hoan phim Cannes. Apocalypse Now ngày càng chứng minh được tầm quan trọng của nó với văn hóa đại chúng. Không ít những phân cảnh tương tự trong phim đã được tái hiện cùng với bản nhạc Ride of Valkyries như Watchmen, Rango hay cả Crazy Rich Asians. Thậm chí Kong, Skull Island và cả trận chiến trong The Spoils of War của Game of Thrones cũng được lấy cảm hứng từ Apocalypse Now. Qua bộ phim tài liệu của Eleanor Coppola, nhiều nhà làm phim kết luận Apocalypse Now là tác phẩm mà mọi đạo diễn phải xem trước khi bắt đầu đứa con tinh thần của mình. Tiền tài, danh vọng, có lẽ đó không phải là điều mà Francis Ford Coppola hướng đến khi sản xuất Apocalypse Now. Thậm chí vị đạo diễn còn đánh đổi cả gia tài để lấy một bộ phim mà ông không chắc là nó thành công. Vậy điều gì mà ông muốn lan tỏa sau khi sống chết với tác phẩm này? Liệu đó có phải là điều mà ông đã chia sẻ trong đoạn cuối của phim tài liệu Horse of Darkness, rằng ông mong sẽ có một ngày một cô bé mập ú nào đó ở Ohio bỗng trở thành một Mozart mới và làm ra một bộ phim tuyệt đẹp từ chiếc máy quay nhỏ của bố mình? May the force be with you. I'm gonna make him an offer again. Play as time goes by. Hasta la vista, baby.